Thưa quý vị, một thông tin rất vui và rất có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại Bà Rịa Vũng Tàu là lần đầu tiên tỉnh có thí sinh tham dự cuộc thi toán quốc tế AMO thì cả 4 em tham dự đều đoạt giải ở cấp độ tuyển chọn trong nước. Cuộc thi toán quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là AMO dành cho các học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 phổ thông. Cuộc thi do tiến sĩ George Lechner, một nhà truyền bá toán học nổi tiếng người Mỹ sáng lập vào năm 1977. Tại khu vực ASEAN, Trung tâm Olympic Toán Quốc tế của Singapore đảm trách việc tổ chức. Năm 2016, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Năm 2020, lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thí sinh đăng ký tham dự. Và đáng ghi nhận thêm, các thí sinh đều là học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Bốn học sinh đạt giải trong cuộc thi toán quốc tế Hoa Kỳ AMO ở cấp độ tuyển chọn trong nước là Nguyễn Đăng Sĩ Hoàng, học sinh lớp 7 đạt huy chương vàng, Hồ Hữu Triết, học sinh lớp 7 đạt huy chương bạc, Phạm Tùng Lâm, học sinh lớp 7 và Phạm Từ Phương Anh, học sinh lớp 6 đạt huy chương đồng. Học giỏi môn tiếng Anh nên sau khi tìm hiểu về cuộc thi, bốn học sinh này đã chủ động đăng ký tham dự cuộc thi AMO tại thành phố Hồ Chí Minh và trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sau khi đăng ký thì em lên trên fanpage và nó có một cái cuốn sách ôn luyện của các năm trước ạ. Thì bố em mua cuốn sách về và em tự giải những cái đề ở trong đó để đi thi ạ. Trong cuộc thi này em đã ôn luyện rất nhiều bài toán khó trên mạng và thu thập thêm những kiến thức từ nhà sách, thư viện của nhà trường. Để tham gia cuộc thi này vào mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, em đều lên mạng search những bài hay, lời giải hay và cách trình bày đúng. Thì khi mà mình tham gia những cuộc thi lớn như thế này á, thì mình có thể là biết được là khả năng của mình tới đâu để mình còn phấn đấu cho các chặng đường dài mai sau. Theo nhiều thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, cả bốn học sinh vừa đạt giải trong kỳ thi toán quốc tế AMO không chỉ rất đam mê với môn toán mà còn rất song sáo, nhiệt tình với những hoạt động phong trào của trường, của lớp. Và các bạn mạnh dạn thể hiện những cái bản thân mình, cái năng lực, phát triển những cái khả năng của các bạn. Do đại dịch COVID-19 trên thế giới, trong đó có khu vực châu Á vẫn diễn biến phức tạp, nên thời gian tổ chức cuộc thi AMO ở tầm quốc tế vẫn chưa được ban tổ chức sắp xếp. Trong thời gian chờ đợi, Sĩ Hoàng, Hữu Triết, Tùng Lâm, Phương Anh dần nỗ lực rèn luyện môn toán và tất cả các môn học khác trong chương trình để có kiến thức, kỹ năng toàn diện.